của bà đó. Nói bà ngoại gửi ông bà nội. Rồi giờ rồi ve là Việt Nam kêu làm sao? Giỏi. Con dạy phải không? Nhớ Việt Nam mà phải không? Phải không? Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Em về tới với cô chú, rồi cái chưa kịp lấy đồ ra mặt nữa mà thấy đồ dơ quá trời cho nên em dọn luôn. Con cái là cái quần jean đó, em mặc lúc đi thì nó chặt quá à, nó bị sưng cái chân em hết trơn rồi cô chú, sợ không có vô. Cho nên em lấy cái chân váy này em mặc cho nó gọng gãi, đặng cho dễ đi tới đi lui đồ làm cho nó nhanh công chuyện với cô chú. Hôm bữa cái video trước á, nghe cô chú anh chị nói là tại anh The đi, anh The không có dọn dẹp kỹ lưỡng, không có đậy để điểm lại cho nên á dơ rồi anh The đổi thừa ai. Không phải cô chú ơi, em đi là trước lúc em đi á, những cái gì á, là em đã gom lại hết một cục lại, rồi em chùm lại, em lấy cái mền, cái khăn em chùm lại cô chú. Tại vì em biết đi về á, lần trước là ăn vậy rồi, cho nên em chùm lại. Nhưng mà cô chú anh chị biết sao mà nó giữ gì không? Ông nội đi về nhà lấy đồ á, lục qua cái này cái kia á, rồi cái lục ra xong rồi cái ông nội không có thời gian á, rồi ông nội bỏ về luôn. Thành ra cái nhà tùm lum vậy đó cô chú. Rồi một phần nhỏ là do chuột nữa. Mà chuột thì nó lục mấy cái keo mà em đựng ba cái gia vị niêm niếm này kia thôi, chứ mấy bịch bột bắp mà em mua để lại nó lôi cái này nhà hết trơn á. Còn mấy cái này thì ông nội kiếm đồ gì đó không biết, kiếm thuốc kiếm này kiếm kia rồi đó, rồi ông nội lôi ra vậy đó cô chú. Bởi vậy lần nào mà em cũng điện về em hỏi ông nội á, là cái nhà có dơ không, cái nhà có chuột không, cái nhà sao ba. Ông nội không có trả lời, ông nội trả lời cái gì đâu không à. Rồi em về mới thấy thì ra là như đây, bởi vì ông nội không có trả lời em. Rồi ở trong cái cầu tắm á, hôm bữa em quay á, chỗ mà em tắm giặt đồ này kia á, thì cô chú anh chị hỏi sao mà đắt cát không mà dữ vậy, có ai lục lọi phá phấy gì không mà nhà cửa cỡ này. Không có, tại vì ông nội đi ra đi vô cái mang đồ giày đó cô chú, rồi đi dưới ruộng mà, rồi đi vô nhà nè, rồi ba cái tiết gơi á, rồi ướt ướt nước nước đó, rồi đi xuống dưới sình rồi lôi lên, rồi đi vô nhà, thành ra nó vậy đó, chứ không có ai lục lạo phá hết trơn á. Ở bên Trung này không có ăn trộm ăn cướp của chú ơi. Hồi đó tới giờ em qua đây mấy năm trời rồi đó, em chưa có nghe vụ mà ăn trộm ăn cướp hay là này kia hết trơn á. Cho nên cái vấn đề đó thì em thấy rất là an ninh luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị quan tâm em, nhưng mà do là em bệnh với một phần em dọn dẹp á cô chú, cho nên em không có nhiều thời gian trả lời cho cô chú anh chị. Chứ cô chú anh chị đừng có buồn em nghe, bữa nào em rảnh á thì em sẽ trả lời cho cô chú anh chị. Lúc này thì hai vợ chồng em xong kiếm hộp bích rồi nè, đứa dọn này đứa dọn kia cho nó nhanh đó cô chú. Dọn nhanh lên rồi còn đi trình ở công an ở gần nhà cô chú, xong rồi đi qua công an ở bên thành phố nữa, làm cái miếng giấy như là tường trình vậy đó, mình đợi khi nào giờ nào vậy đó cô chú. Bởi vậy tranh thủ lúc nào hay lúc đó mà đi qua bên công an, xong rồi thì về một ngày hoặc là hai ngày nữa là tới ngày cúng thắt gì của dì á cô chú, dì em hôm bữa mà mắc đó, rồi đi qua bên dì nữa, cho nên tụi em tranh thủ rồi đi qua dì xong rồi đi thăm Dượng. Mà nghe ông nội nói ông Dượng hình như là ngày mai hay ngày mốt gì về rồi, cho nên sẵn chuyến đó qua là cũng có Dượng ở nhà luôn. Cô chú anh chị cũng thấy đó, lúc trước em ở bên đây hàng ngày đây mà nó bụi cỡ nào em cũng có quay cho cô chú anh chị coi hết rồi đó. Nói chi mà đi mấy tháng, trời ơi đi mấy ngày thôi là nó bụi rồi. Bây giờ lao gì nè ha, chứ ngủ vô mùng ngủ đi, sáng thức dậy ra là lấy cái tay quơ qua một cái là một lớp bụi nữa đó. Em không hiểu nó bay vô đường nào. Em nghe mẹ em nói là mẹ Việt Nam em á, nói là nó bay vô mấy cái chỗ mà kiến mà nó lùa lùa đó cô chú, nó bay lòn lòn vô đó đó, nó bay vô nhà đó mới giữ gì đó. Tụi em mới nói ở bên Trung Quốc nhà nào cũng vậy hết trơn. Cái chồng em nói á, ở chung cư thì không có, tại vì chung cư nó làm kín mít hết trơn à, không có hột bụi nào vô được hết trơn, trừ khi nào mà mình mở cửa ra thôi. Em cũng mệt lắm mà tranh thủ lắm, làm lẹ lên đặng đi xuống dưới ruộng coi nhà ông bà nội như thế nào rồi, nôn nao hết trơn vậy đó. Mà ở nhà quá trời luôn rồi đi đâu cô chú, cho nên gán dọn lẹ lẹ lên đặng đi. Tự nhiên đang ở bên Việt Nam bình thường, cái bay tới Côn Minh cái bắt đầu cái cổ họng nó nóng như lửa vậy đó, rồi cái nó gác, cái bắt đầu gì qua tới Bắc Kinh cái bắt đầu nó sốt luôn, rồi cái nó ho, cái nó có đàm, mà nó cứ bít bít nó ở gần cổ làm như là có cái cục gì đó vậy đó. Mà mình khạc thì nó cũng không có ra, mà mình làm cái gì nó cũng không có ra hết trơn, rồi cái lỗ mũi thì chảy lò xò, rồi cái em chùi em hỉ riết mà giờ ha, cái càm của em á, cái càm với cái môi của em á nó bị lở luôn á cô chú,
nó nở luôn rồi bây giờ nó bong bong lên, nó lột da luôn rồi, đau muốn chết luôn. Hôm bữa cô chú anh chị nói ông nội thuê xe đi rước tụi em mà không có phải. Cái anh này là anh bạn của chồng em á, anh đi rước. À cô chú anh chị, thuê ông bệnh, anh bệnh luôn. Mới qua tới Trung Quốc cái đầu bệnh này cô chú ơi, nó bị cái lỗ mũi cho nó, cái lỗ tai nó đau á cô chú, đi máy bay nó ù á xong nó đau. Ngày qua em có nhét cái tai phone cho nó nghe mà nó không nghe. Em quên mua gòn. Chú ơi. Nó thở ra khói, nó kêu ông bà cô chú nhìn kìa. Em thì bị sốt rồi bị đau họng. Rồi có đàm á cô chú, hôm ngạt thở mấy lần nó bít lại cô chú. Nằm xuống là nó khó chịu vậy đó. Mấy heo bữa nay đang chở đi khám bệnh. Rồi sẵn rồi em đi gọi báo công an luôn. Báo công an rồi mình đi về, mình báo cho người ta. Cô chú ngày qua, hôm qua thì chủ nhật cho nên người ta không làm việc, bữa nay thứ hai rồi nè. Rồi vợ chồng đi khám cho mấy heo có lỗ tai nó có sao không. Giờ em đi đây, mời cô chú anh chị đi với em. Tiết ghê cỡ này nè, bởi vì lạnh quá trời lạnh luôn á cô chú. Tới rồi cô chú ơi, đông quá trời luôn. Mỗi lần lạnh là gì đây nè. Giờ rồi mẹ con em đi chợ rồi cô chú ơi. Ý hồi qua lại hả mẹ. Đi chợ kiếm mua đồ về nấu cơm cho bé heo ăn đó cô chú. Mẹ ta xa. Quá trời cá biển rồi cô chú ơi. Nè mẹ cơ thiều duyên đây à. Mua con cá này. Mẹ cơ tôi sẽ chìm nó bên ha. Để xu hoan cho con. Mực nang là mặn sẵn này cô chú. Ê, đây là tôi sẽ là cơ. Đây là... Cũng mắc quá trời. Ta xa sao mấy mày mẹ tiện ta xa. Mẹ ủ sư. Mẹ ủ sư. Mua 50 tệ. Em bé kìa, em bé lạnh quá mặn đồ. Hai bà cao phát nhìn em bé uống nu vậy. Lạnh mà con gái nó sống nữa hay. Thôi đừng có giận mẹ mà. Ở bên Việt Nam mình lạp xưởng gì đó tươi, ở bên Trung Quốc lạp xưởng nhĩ đen vậy nè cô chú. Người ta làm kiểu như màu nước màu vậy đó. Bên đây lại dịnh nhĩ đen. Đi con. Về con. Ê, bị cây mên bên bụi can viên. Ta xu lên bụi can viên lại kìa. Nghe bà nội lại cái bắt đầu mở cửa rồi hỏi liền. Ê, bị phân đây là rửa đó. Si phải chi là ai tôi là thẩm. Cảm mạo sẵn mà xe ai chia ai chia chứ. Xe mà phải chia là này là ai tôi thành ra chứ. Trời ơi. Sáng gì nè mà hả mấy canh này nè xua sáng buổi sáng. Hả sáng nè buổi sáng. Xua. Nhớ bà nội không? Nhớ thấy chưa. Dạ. Phát số là. Hay giờ là. À tôi thận siêu chỗ đó. Nói với ông bà nội nhà này hôm qua lạnh dữ lắm luôn, rồi cái lỗ tai nó nhức nữa. Bà nội nó mang dạ đen rồi.
Măng dạ. Sang đây bên lấy bánh tét kìa, đưa cho bà nội với ông nội kìa, bà ngoại mua kìa. Măng dạ. Con bán con lấy đồ bánh mà bà ngoại gửi cho bà nội với ông nội đang lấy đi. Em đưa cho bà nội ông nội nha. Dạ. Bẹ đi xưa, khỏi chạy xe. Đi thôi, khỏi chạy xe. Đây đi, lấy hai cái thôi. Ờ, đúng rồi đó, ý cơ xuyên lại, ý cơ xuyên lại rồi. Đem ra cho ông bà nội nha. Ờ, cái đó mẹ còn đi cho bà đó. Nói bà ngoại gửi ông bà nội. Xưa. Xưa. Bà lộ lo xua cài niêm ảnh xì. Bà hợp phía lẹo mà. Nó kêu mở ra cho bà nội cái, không nội cái. Tha xua hồ phiêu là cửa sư phan thì bên đảnh tao răng răng cho xấu là bố hồ khang là chị khang chị khang tao nghe này nè khang tao chọn cái hổn nào coi tao răng nè bố dùng thang ừ nó cái chung bỏ xua này tao cũng cửa sư bỏ ma bị bỏ xua hẳn hồ xin nè ông nói nó giống hệt như con làm thôi. Ê kêu mà nói cắt ra. Ê mày à, nhi trưởng đại rồi, nhi hay dùng nhi mẹ mẹ vây nhi ăn phan, nhi zhe jiu bu 啊, thà lạng. À? Ông nội nói lớn thì lấy miệng ăn hoài, em chỉ tự ăn. Bà sang đây bên là phát chỉ VinFast bộ liệu sò sang lấy xe thay, hai mẹ quả mà. Thay mày. Đừng có lục nữa măng dạ. Trời ơi, lấy bánh cho bà nội rồi kìa, thấy chưa, thấy chưa. Mên bò này sang phải chi tha cày đó. Sao dạ, sẵn mơ tao cày như mạnh si là. Thấy chưa, về tới là có hiếu lắm. Cho người con cái chia đồng chia đủ. Sĩ sẵn lại cày dây dây này nè là. Hả? Sĩ trò sẵn mơ cày nữa là. Mẹ cái đánh tấu dầu. Ông nội kêu làm nội ôm kìa. Đi đi. Nè, xem đi cái này nè, xua coi. Đây bên đây nè nè là Việt Nam kêu sòng mơ. Nó nè nè là Việt Nam kêu là bà nội đó. Rồi giờ rồi ve ve là Việt Nam kêu làm sao? Giỏi, con dạy ông bà nội nói tiếng xin chào coi. Ê, ní, ní, ní hậu là Việt Nam kêu làm sao? Nó, ní hậu là Việt Nam là xin chào đó. Vui không? Gặp bà nội vui không? Vui không? Cứ ôm bà nội chưa? Ôm bà nội chưa? Măng dạ. Măng dạ lại ôm bà nội chưa? Con lại ôm bà nội chưa? Bà nội tắm rồi sạch sẽ kìa, ôm bà nội đi. Ôm bà nội kìa. Đây bo này nè kìa. Nhìn khai sư vậy? Sầu với tôi nè mà. Ê, sầu hả? Mang mang sầu ở phi tới này bên. Qua bên hổ đi ạ. Ờ. Mấy chiều nên mấy chiều rảnh kha siêu. Bà nội nói hồi tụi em về giờ là cái ma cái vô tiếng nó hư, cái tivi nó hư mà không ai sửa. Hồi lần có chồng em sửa. Nhờ ông bà nói ông nội đi bán là ở nhà là
là nằm ngủ chứ đâu có gì đâu rồi coi. Đây có gì giải trí đâu. Nội nhóm tóc đang lùi chứ. Đẹp không? Anh đi đây nè, đẹp không? Đẹp không bác dạ? Bác dạ phiêu liền mà. Sang đây lại đây bên là qua canh tha. Qua canh tha xua Việt Nam vậy là tha nỉ mạnh canh bi sành canh tha xua Trung Quảnh mẹ. Là xong mới tấu tụng. Ơi. Đi đâu chơi? Ra ngoài chơi hả? Lạnh. Sang đây bên lẫn. Lạnh. Bạn ơi phát đi hả? Na đây kêu về lấy đi. Kêu về na đi. Nó nổ nè. Kêu ông nội lấy áo ra ngoài chơi. Dạ ông nội luôn đi. Ta chiêu đi cày ta la nổ với ta tậu. Ơi té. Trời ơi, trời ơi, lý hại. Giỏi quá ta. Bệnh không ăn được. Lạnh. Ta sàn si biên que. Nam mà lận mà sàn si biên. Quét nhà đó nghe ông bà cô chú ơi. Thấy mẹ bệnh này. Bữa nay khỏe khỏe quét nhà cho mẹ đó. Con đang làm gì vậy măng dạ? Quét hả? Ai kêu con quét dạ? Trời ơi. Mẹ chứ ai? Lăn xăng lăn xăng. Được rồi. Được rồi. Trời ơi, coi kìa. Giỏi vậy trời. Kêu cha phụ đi, kêu bà phụ đi. Kêu dê này nè, tiền tan mang dạ đi. Kêu dê này nè, tiền tan. Xanh chiêu lưu đi. Con hãy dỗi cơ mà. Dỗi cơ thay chim thì bên nè. Bánh tét lúc còn ở Việt Nam. Bánh tét này đi Trung Quốc chứ. Cuối cùng thì bánh tét Việt Nam cũng qua tới Trung Quốc. Nhưng mà cái bánh lép nó bị xẹp lép rồi cô chú ơi. Nó dập, nó đè, nó giục, nó quằn. Bây giờ xẹp lép hết trơn rồi nè. Cho về nè Si ơi, Kha Sư ơi, Kha Lò Lo. Để Si tua sổ này, Si tua sổ. Để Si tua sổ này, La tua sổ. Có ông bà nội ăn coi ngon không? Bà nội làm mấy ngon không? Bà ngoại vừa nói con ra sang đây bên con đi ra cho ông nội làm tờ đúng rồi đó rồi ông nội làm xong ông lại hỏi ông bà nội ngon không nghe dân bùi dân là ờ bùi chứ tàu qua khai dân bùi dân xe chỉ thi hồi ơi lẫn tung lên nè tung lại hồi nói chân lại si vậy xỉu là khoai cha chân lại si để tung là tung là khoai cha chân lại si. Nó lạnh quá, nó đông rồi cô chú. Nít nó cứng rồi, để hồi về cho hâm để ăn. Chua dê dê này nè. Ý hồi như mạnh khoai cha là tầng mama sâu si vả can chiên là sao lại canh như mạnh. Trời như mạnh. Em nói đợi hồi nó làm công chuyện xong mới chiều chiều mới xuống bà nội. Giờ công chuyện đang đăng đi đê rồi bệnh nữa. Không có chỗ nào nấu ăn nó gì hết trơn, đang dọn dẹp. Dạ. Ông bà nội lại thăm hồi đi về cô chú rồi. Bà nội đòi lại hôm tụi em bệnh hết trơn rồi cho nên bà nội không có lại. Với lại ban đêm lạnh em kêu bà nội khỏi xuống.
Ngày qua âm tới 25 độ lận. Em đang dẹp không chị? Chị em chưa có đăng đi đây chưa xong. Bye bye về nè đi con. Bye bye ông bà nội. Ừ. Em anh tụ qua. Cha với heo hồi sáng giờ quét cái ngoài đây nè. Quét ngoài đây xong mọi người đang lao á cô chú. Bye bye về nha. Phải không? Nhớ Việt Nam mà phải không? Phải không? Phải không? Nhớ bà ngoại rồi phải không? Nhớ hai tuần rồi phải không? Hả? Sao con buồn? Nói mẹ nghe đi, sao con buồn vậy? Hả? Nói mẹ nghe đi, sao con buồn? Vậy chúng con mới chơi với con hả? Vậy ở đâu con mới vui? Ở đâu con mới vui? Hả? Nói mẹ nghe, vậy đâu con mới vui? Việt Nam mới vui hả? Mẹ ghé làm kiếm tiền cho con về Việt Nam chơi nha. Nghe. Đừng có khóc nữa nghe. Nghe. Hôn mẹ miếng ơi. Hôn mẹ miếng ơi. Trà sữa của nó còn ở bên Việt Nam á, đừng có cho anh ba, đừng có cho ai uống. Cho anh hai tường nó uống được một miếng. Cho anh hai tường uống một miếng thôi, còn không cho ai đụng vô hết trơn á. Kìa, rồi chưa? Nói gì Năm xong chưa? Diệu Năm kìa. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Video tiếp theo em sẽ tặng quà cho ông bà nội. Cô chú anh chị nhớ theo dõi kênh của em tặng quà gì cho ông bà nội nha. Video của em được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video ngày mai.